Bà con có thích một dàn đậu rồng đầy trái như này không ạ? Đây là giống đậu rồng Rado 02, cây sinh trưởng mạnh và thích nghi tốt, rất thích hợp để bà con trồng quanh hàng rào hay dọc bờ tường luôn nha. Cạnh Rado Farm còn lối bờ tường bỏ trống, chỗ này toàn đất cát và sỏi đá thôi đó bà con, nên Ngọc tận dụng trồng giống đậu rồng Rado 02 này mà cho thành quả ngoài mong đợi luôn. Bí quyết thì cực kỳ đơn giản luôn đó bà con. Sau khi có gói hạt giống đậu rồng Rado 02 trên tay, bà con đem ngâm qua dưới nước ấm 2 sôi 3 lạnh trong 2 tiếng rồi đem ủ với khăn ẩm. Bà con xem, chỉ sau một ngày mà hạt nở to gấp mấy lần hạt chưa ủ và hé mầm luôn rồi. Lúc này bà con đem gieo vào bầu ươm hay trồng trực tiếp được rồi đó ạ. Chỉ sau 10 ngày gieo hạt cây được như này rồi nè bà con, nhanh ghê. Bây giờ mình có thể đem đi cấy vào bao tải dứa. Đất trồng này Ngọc đã xử lý và bón lót phân hữu cơ rồi nha. Sau khi trồng, bà con nhớ tưới nước và bón phân định kỳ cho cây để cây phát triển ngang. Đậu rồng Rado 02 rất được lòng bà con nông dân bởi trái màu xanh, thuôn dài, đặc ruột và ăn rất ngon. Cây cho nhiều bông, ít rụng và dễ đậu trái nên năng suất cao. Bởi vậy, đầu video bà con thấy trái quá trời luôn nè. Mà thời gian cho trái kéo dài, Ngọc thu hoạch mấy đợt rồi, hái đã cái tay luôn. Đây là đậu rồng Rado 02. Nhà bà con nào mà có bờ tường hay hàng rào trống nhất định phải trồng nó nha.